Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video những bài học sai lầm của dân sale, đúng không ạ? Trong phần trước thì tôi đang nói dở một nửa những cái sai lầm mà tôi cho rằng là chúng ta thường xuyên gặp phải. Thì trong bài học này, video này tôi sẽ nói tiếp tục cái phần đó là những cái sai lầm của sale phần 2, được chưa ạ? Vâng, thí dụ như là chúng ta thường xuyên là làm sai những cái chính sách của công ty. Tôi có nói về cái chuyện là ví dụ như là các bạn là nhớ nhầm chương trình khuyến mại, nhớ nhầm quà tặng, nhớ nhầm chính sách chiết khấu, vân vân. Thì đó chính là cái việc mà chúng ta cũng thường xuyên gặp phải, bởi vì do là cái chính sách của công ty thay đổi rất là thường xuyên. Bởi vì các bạn biết rồi, kinh doanh thì người ta phải linh hoạt, phải thay đổi. Chính sách ngày hôm qua đưa ra có thể không hiệu suất thì hôm nay chúng ta phải đổi. Thậm chí chúng ta vừa mới đưa ra 1-2 tuần, 1-2 tháng là chúng ta cũng phải đổi để cho nó phù hợp với thị trường. Bởi vì trong cái mảng kinh doanh, đặc biệt là mảng bán lẻ, thì cái sự đối đầu giữa các cái đối thủ mạnh là liên tục phải theo sát nhau các cái chính sách. Tôi đã từng nghe nói một cái câu chuyện của những cái siêu thị điện máy, tức là họ đánh nhau bằng cách là họ ra những cái chính sách bán hàng, những chương trình khuyến mại, là họ theo dõi những hành vi của đối thủ là hàng tuần, đúng không ạ, hàng ngày, hàng giờ luôn, theo sát đó. Thế cho nên là cái chính sách của công ty thường xuyên phải cập nhật. Cho nên nếu như chúng ta là một cái sales manager hoặc là một cái salesman bán hàng tại cửa hàng, thì chúng ta thấy rằng chúng ta cũng hơi khó chịu một chút khi mà chính sách thay đổi rất nhiều. Nhưng mà thực tế chúng ta phải hiểu rằng là không thay đổi thì sẽ chết, đúng không ạ? Vâng. Tiếp tục, đấy là chúng ta cũng một cái sai lầm nữa, đấy là chúng ta cũng quá là cần khách hàng, đúng không ạ? Mặc dù là các bạn sẽ được dạy là khách hàng là thượng đế, khách hàng là người thân, là anh em, là bạn bè, là bằng hữu, đúng không ạ? Khách hàng luôn đúng. Thì chúng ta vẫn đồng ý với quan điểm đó, nhưng mà đôi khi chúng ta không nhất thiết là phải quá cần khách hàng. Trong mọi tình huống thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể có một tình huống, đấy là các bạn từ chối khách hàng không bán, được chưa? Chúng ta xuống hết nước, hết cái để có được khách hàng. Thí dụ như là các bạn làm sale ô tô hoặc là sale bất động sản, thường hay có một cái hành vi gọi là hành vi cắt máu. Đấy, cắt máu để trong ngoặc kép. Đó chính là gì? Khách hàng người ta so sánh là ở cái showroom A này này, là sale để cho tôi những cái chính sách này, chính sách kia, quà tặng này, quà tặng kia, giảm giá 500.000, thêm cái này, thêm khác. Thế nhưng mà sang cái showroom B này thì tôi thấy nó ít hơn, đúng không ạ? Thế là nhân viên sale lại cho thêm. Đấy, và tiếp tục khách hàng lại so sánh với showroom C, là bên C nó còn tốt hơn nữa. Thế là khách hàng cứ đi mặc cả tất cả các cái người bán hàng. Và cuối cùng là nhân viên sale sau khi bán một cái xe hơi hay bán một căn hộ thì có khi chẳng được đồng nào, thậm chí còn lỗ, đúng không ạ? Thì những cái tình huống như vậy vẫn có thể xảy ra. Thì tôi thấy là ví dụ như ở Trung Quốc thì tôi thấy là cái hội mà người ta bán hàng, cái nhóm, các hiệp hội của họ bán một cái sản phẩm, thì họ thường xuyên là có cái xu hướng là họ bảo vệ thị phần, bảo vệ cái chính sách bán hàng của cả nhóm bằng cách là cam kết tất cả những cái người bán hàng cái sản phẩm này là không được phép giảm giá. Bán một chính sách duy nhất đó, bán một chính sách giá duy nhất, một mức giá duy nhất, một mức chiết khấu duy nhất. Đấy, hỏi 100 nhà thì như cả 100 luôn, chứ không có chuyện chỗ này hơn chỗ kia kém. À, thì tôi thấy ví dụ như Vingroup ở Việt Nam thì trong mảng bất động sản thì họ cũng làm được cái việc này. Thế còn tôi cũng thấy là ví dụ ô tô hay là rất là nhiều các sản phẩm thì cũng có những cái sự chênh lệch nhẹ trong những cái chính sách bán hàng đó. Thế nên chúng ta quá cần khách hàng, cho nên chúng ta sẽ xuống hết nước để có khách hàng. Thì đây cũng là một cái mà chúng ta chiều khách nhưng mà cũng làm cho cái việc bán hàng của chúng ta trở nên khó khăn trong tương lai, đúng không ạ? Đấy, chúng ta cũng quá vội vã, đúng không? Quá sợ hãi và gây ra những áp lực cho bản thân mình. Nhất là những cái sale mới đi làm, chúng ta thường rơi vào cái tình trạng là KPI không đạt, mức doanh số thì úi xùi, rồi thì khách hàng thì thường xuyên than phiền, họ thường xuyên từ chối, sếp thì thường xuyên kêu ca. Đấy, thì chúng ta cũng vội vã, chúng ta dễ dàng bị nản chí và dễ dàng bị gặp những cái tình huống gọi là đau tinh thần. Đấy, rồi thì sớm thì có thể là bỏ việc, đúng không ạ? Lâu dài hơn thì chúng ta cũng có thể không thành công trong cái công việc và cuộc sống của chúng ta. Tiếp tục, đấy là một số cái sai lầm nữa tôi cho rằng đó là chúng ta cũng quá là chú trọng đi tìm những khách hàng mới mà quên đi những cái khách hàng cũ. Và người ta có một cái nguyên tắc như thế này, chính những cái khách hàng cũ, khách hàng trung thành, khách hàng thân thiết mới đem lại doanh số cho sale và đem lại doanh số cho công ty. Vì vậy, nếu như các bạn đang theo đuổi những khách hàng mới
mà quên đi những khách hàng cũ thì đó là một sai lầm đáng nghiêm trọng. Và các bạn hãy cân bằng lượng khách hàng mới bạn sẽ đặt ra là tăng bao nhiêu phần trăm, thí dụ 10%, 20% so với tháng trước hay là so với cùng kỳ trước. Thế còn khách hàng cũ bạn phải chăm, bởi vì sau này nó sẽ có một cái chiến lược là bạn khai thác khách hàng cũ thì khách hàng cũ sẽ tái mua. Nếu mà đối với sản phẩm mà mua một lần thì khách hàng sẽ không mua nữa, nhưng khách hàng sẽ giới thiệu cho bạn bè người thân của họ để người ta mua. Vậy thì hãy bán những cái sản phẩm thật là tốt, là chăm sóc khách hàng cũ thật là tốt để họ có thể tái mua hoặc họ có thể giới thiệu cho khách hàng. Đấy, đôi khi chúng ta quá mải mê đi tìm những khách hàng mới mà chi phí để có một khách hàng mới thì bao giờ cũng cao hơn rất là nhiều so với cái chi phí để một cái khách hàng cũ họ quay trở lại mua hàng. Các bạn đồng ý với tôi không ạ? Đấy, và chúng ta cũng phải tập trung vào khách hàng cũ, thân thiết với họ, sau đó xin contact của bạn bè, xin contact của người thân hoặc những người nào. Anh ơi, chị ơi, không biết là anh chị có ai có quan tâm đến ô tô không, quan tâm đến bất động sản không, quan tâm đến tiếng Anh không, quan tâm đến du học không, quan tâm đến bảo hiểm không, vân vân, đúng không? Đấy là những cái sản phẩm mà chúng ta có thể bán. Đấy thì hãy tìm kiếm những khách hàng cũ và chăm sóc lại họ, đúng không ạ? Duy trì cái mối quan hệ thật sâu sắc với họ. Cái chi phí đó sẽ rẻ hơn rất nhiều và giúp cho bạn trở thành một best seller. Tiếp tục, đó là cái sai lầm đấy là chúng ta cũng đôi khi chúng ta e dè, ngại ngùng trong giao tiếp và thiếu tự tin trong quá trình giao tiếp, đúng không ạ? Thì cái này nó phụ thuộc vào kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp của chúng ta. Rồi thì đôi khi cái mindset, tức là cái suy nghĩ của chúng ta là chúng ta thường xuyên là sợ hãi giao tiếp, đúng không ạ? Chúng ta rụt rè, sợ rằng là sẽ làm xấu hổ hay là sợ rằng mình không đủ tự tin nói chuyện với người ta. Đó. Thế muốn làm cho cái quá trình này được tự tin hơn, thoải mái hơn, giao tiếp thành công hơn thì các bạn cần phải làm gì? Đó. Thì tôi nghĩ rằng là đầu tiên các bạn phải trông lúc nào mình cũng phải ổn, đúng không ạ? You are look good. Tức là mình ăn mặc, mình đầu tóc lịch sự, đúng không ạ? Mình tự tin về mùi hôi, mùi thơm của cơ thể, đúng không? Tránh cái mùi hôi đi. Rồi thì những cái đồ dùng, các thứ trong quá trình bán hàng siêu kit của chúng ta chuẩn bị đầy đủ. Chúng ta am hiểu về sản phẩm, chúng ta am hiểu về chính sách, chúng ta am hiểu về đối thủ, chúng ta am hiểu về khách hàng thì chúng ta không có vấn đề gì mà phải tự tin cả, mà hãy tự tin lên, đúng không ạ? Chúng ta hiểu về những nguyên tắc giao tiếp, chào hỏi, bắt tay, nói chuyện. Chúng ta hãy lắng nghe, đúng không ạ? Chúng ta hãy đặt những câu chuyện liên tục để chúng ta trò chuyện với khách hàng. Không nhất thiết chúng ta cứ phải nói chuyện về sản phẩm, đúng không ạ? Chúng ta có thể nói chuyện về mây, về gió, về thời tiết, về xe hơi, về giáo dục, về những cái sự kiện nổi trội ở trên thực tế, đúng không ạ? Thì đó là cái ý mà chúng ta cần phải tự tin trong giao tiếp. Và chúng ta giao tiếp tốt, là chúng ta thuyết phục và chúng ta hài hước thì chúng ta sẽ có thể bán được mọi thứ, đúng không ạ? Không nhất thiết là phải bán những cái sản phẩm của chúng ta, chúng ta phải bán chéo lên, được chưa ạ? Vâng. Thế rồi thì cái thái độ, đúng không ạ? Cái thái độ đối với công việc là có những người ta có những cái thái độ bất cần, hoặc là cái thái độ thiếu chuyên nghiệp, hoặc là thái độ là gì ạ? Thiếu tự tin như là cái quá trình giao tiếp. Thế thì cái thái độ ở đây thì các bạn cần phải hết sức chuẩn chỉ, đúng không ạ? Chúng ta là một người đi làm thuê và chúng ta là một người đi làm chủ, và chúng ta phải luôn luôn tự hào về công việc của chúng ta, luôn luôn tự hào và tự tin vào sản phẩm của chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta vui vẻ, chúng ta hòa nhã, chúng ta thân thiện, chúng ta nhiệt tình. Thực sự nếu mà chúng ta làm được những điều như vậy thì tôi cho rằng là cái sự bán hàng của chúng ta sẽ dần dần được cải thiện rất nhiều, đúng không ạ? Một cái sai lầm nữa đấy là chúng ta thiếu hiểu biết hoặc là thiếu tìm hiểu về đối thủ và nói xấu đối thủ quá nhiều, đúng không? Thí dụ như khách hàng đến nói với chúng ta là ở cái showroom A này họ được những chính sách như này, chính sách như kia, là chúng ta cảm thấy rất ngỡ ngàng, đúng không ạ? Ô thế à, bọn em chỉ có thế này thôi, anh chị có mua thì mua, không mua thì thôi, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ mất khách đó. Tuy nhiên chúng ta tìm hiểu sâu về đối thủ, vậy thì khi mà người ta nói về cái bên A đấy họ làm như thế đấy thì mình bảo vâng ạ, cái chính sách đó bọn em đã biết và bên em thì có chính sách như thế này còn tốt hơn, và thực tế em còn có thể bonus cho anh chị thêm những cái giá trị gia tăng mà tại showroom không có, và bản thân em là sale, em đã chủ động đi tìm kiếm về cho anh chị được, đúng không ạ? Đấy, thí dụ như đối với ô tô chẳng hạn, đúng không ạ? Mình có thể bắt tay với các showroom, đúng không ạ? Mình có thể nhận những cái quà voucher của những cái spa rồi của những cái trung tâm tiếng Anh để tặng cho khách hàng. Đấy, hoặc là mình đem lại thêm nhiều các cái giá trị nữa cho khách hàng mà các sale khác không thể làm được. Tất nhiên nó sẽ bị copy. Tuy nhiên ở đây tôi đang nói về cái góc độ là
chúng ta thiếu tìm hiểu về đối thủ hoặc là nói xấu đối thủ quá nhiều, đúng không? Thế thì chúng ta hãy tránh cái việc này, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ và biết rằng là chúng ta lợi thế hơn đối thủ ở những cái gì. Những cái gì không lợi thế thì chúng ta phải tìm cái cách khác để chúng ta có thể thuyết phục được khách hàng. Và tuyệt đối không được nói xấu đối thủ. Khi khách hàng đề cập đến đối thủ thì chúng ta hãy đưa ra lời khen đối với đối thủ. Đấy là cách bán hàng chuyên nghiệp. Lời khen như thế nào? Tôi sẽ lấy ví dụ như thế này. Ví dụ tôi làm tiếng Anh của một trung tâm X, khách hàng sẽ khen một cái trung tâm Y. Họ nói là tôi đã đến trung tâm Y rồi và tôi thấy ở đấy rất là tốt. Tuy nhiên thế này, tuy nhiên thế khác. Vâng, thì tôi là một sales director, tôi tư vấn cho khách hàng. Tôi sẽ nói rằng vâng, đúng thế đấy ạ. Tất cả những cái điều mà chị nói về cái trung tâm Y thì em hoàn toàn đồng ý và bọn em đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Đấy, đúng là như chị nói, những cái chính sách của họ rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì chị hãy lắng nghe một chút, bên em sẽ trình bày những cái chính sách và những cái ưu việt của bên em và em khẳng định rằng bên em còn tuyệt vời hơn rất nhiều so với bên Y đó. Đấy, thì với một cái cách như thế mình sẽ dùng chính đối thủ để nâng mình lên chứ không phải mình phải dìm đối thủ làm cái gì cả, được chưa ạ? Vâng. Một cái sai lầm nữa mà tôi cho rằng là các bạn cũng có thể gặp phải, đấy chính là các bạn nghĩ rằng là cái người làm sale phải có mối quan hệ thì mới bán được hàng, còn không có mối quan hệ rộng thì sẽ không bán được hàng. Thực tế thì sale không có mối quan hệ thì khó bán hàng hơn so với sale có quan hệ, chứ không phải là không bán được hàng. Vì vậy tôi khuyến khích các bạn là hãy kết nối với bạn bè, đúng không ạ? Hãy kết nối với cộng đồng để chúng ta mở rộng các mối quan hệ. Có thể bây giờ họ chưa là phải là khách hàng, nhưng trong tương lai họ sẽ là khách hàng. Vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà các bạn có nhiều mối quan hệ hơn, các bạn sẽ dễ bán được hàng hơn. Nhưng nếu mà các bạn cứ sợ hãi và cho rằng là mình không có mối quan hệ thì mình sẽ không bán được hàng thì không đúng, đúng không ạ? Chúng ta phải biết cái nhược điểm của chúng ta và chúng ta tìm cách để làm sao khắc phục nó. Thì tôi sẽ nói với các bạn về những cái kênh tiếp xúc với khách hàng, đúng không ạ? Đấy, tôi thấy là một số người tuyển sale vào ví dụ bất động sản hay ô tô cứ nói rằng là em chẳng quen ai, em làm thế nào để em bán được hàng bây giờ. Thế thì không quen thì sẽ có cách, đúng không ạ? Quen thì sẽ có cách chứ không phải là không có. Vì vậy hãy tự tin và hãy tìm đường cho chúng ta, được chưa ạ? Vâng. Một cái ý nữa tôi cũng cho rằng là chúng ta có thể lo lắng một chút, đấy là chúng ta không biết cách chào bán bản thân mình, không biết cách định vị bản thân mình một cách là phù hợp với cái tập khách hàng mục tiêu, đúng không ạ? Ví dụ như là làm bạn với mọi người có nhiều mối quan hệ, có uy tín, đúng không ạ? Thấu hiểu với những người đối diện, có khả năng nắm bắt thông tin của người đó, đúng không ạ? Có khả năng thu hút với cái câu chuyện của những người xung quanh, đúng không ạ? Hay là nếu như mà bạn mà làm sếp hay bạn làm manager chẳng hạn, đúng không ạ? Nếu bạn không thu hút được nhân viên của mình thì có nghĩa là bạn không biết bán bản thân mình, đúng không? Hay là bạn làm nhân viên nhưng bạn không thu hút được bạn bè đồng nghiệp của mình thì bạn cũng rất là khó làm việc với mọi người. Thì ở đây tôi muốn nói ý là định vị bản thân và biết bán bản thân mình trong cái ngoặc kép, tức là làm cho chúng ta phải trở nên hấp dẫn. Hấp dẫn ở đây không phải là hấp dẫn đơn thuần chỉ là về mặt ngoại hình, mà hấp dẫn ở đây là về mức độ lòng tin, đúng không ạ? Yếu tố về chuyên môn, đấy, cái khả năng kết nối, thì đó chính là cái tố chất của những người mà làm sale và dẫn sẽ trở thành king of sale là như vậy, được chưa ạ? Đấy, một cái ví dụ vui vui như chúng ta vẫn hay thường nói, đấy chính là chúng ta đi tìm hiểu một cái người bạn đời của mình, đúng không ạ? Bạn trai hoặc bạn gái, thì chúng ta muốn đặt ra các tiêu chuẩn cao cho cái người bạn trai hoặc người bạn gái của mình thì bản thân chúng ta cũng phải suy nghĩ là chúng ta có cái gì, làm sao chúng ta có thể tiếp cận họ theo một cái cách như vậy, đúng không ạ? Hay là chúng ta đi tuyển dụng thì chúng ta chào bán bản thân chúng ta cho nhà tuyển dụng thì làm thế nào để họ trả lương cao? Đấy, ý tôi muốn nói là cái khái niệm bán bản thân là như vậy. Tôi đã nói trong một cái bài học trước đó rồi, có đúng không ạ? Vâng. Chúng ta còn ngoài ra chúng ta có thể có rất nhiều cái điều thiếu nữa mà chúng ta không có khả năng hoặc chưa có thời gian để bổ sung. Ví dụ như là chúng ta thiếu tự tin vào bản thân mình, đúng không ạ? Thiếu tự tin vào sản phẩm. Đấy, lúc nào chúng ta cũng gãi đầu, gãi tai. Anh ơi, sản phẩm khó bán lắm, đúng không ạ? Giá của mình cao, thương hiệu của mình mới, thời tiết thì nó thay đổi nhiều quá, vô vàn các lý do khiến chúng ta không bán được hàng. Đấy, bởi vì chúng ta thiếu tự tin vào bản thân, thiếu tự tin vào sản phẩm, đúng không ạ? Rồi chúng ta thiếu đào tạo. Những người sale mới hoặc là những người sale cũ, chúng ta cũng không update những cái phương pháp tiếp cận khách hàng mới. Ví dụ như bán hàng trực tuyến,
quảng cáo Facebook, quảng cáo Google, làm SEO web vân vân. Các bạn chưa bao giờ nghĩ đến, và các bạn nghĩ rằng đấy là của những người trẻ. Các bạn nói rằng là các bạn không biết có máy tính thì học máy tính khó không, hay là em không dành về máy tính đâu. Các bạn luôn ra những cái, đưa ra những cái ý nghĩ mang tính rào cản như vậy, có đúng không ạ? Đôi khi các bạn cũng có thể là thiếu kiểm soát cảm xúc của mình, dễ nổi nóng, đúng không ạ? Dễ bực mình, rồi dễ thỏa hiệp đấy, rồi thấy khách hàng khó quá thì dễ buông tay, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta cũng thiếu thích ứng trước những cái thay đổi, hay còn gọi là thiếu linh hoạt của cái quá trình kinh doanh đó. Chúng ta cảm thấy là gì ạ? Thay đổi quá nhiều và bây giờ chúng ta không theo được thời cuộc. Hay là chúng ta cũng lại thiếu cộng tác với đội nhóm, đúng không ạ? Đấy, bây giờ bán hàng thì nó phải có đội nhóm đi săn theo bầy, tôi nói rồi. Nhưng mà chúng ta lại cứ thích là một mình, là phải solo cơ. Có được, anh không làm không sao nhá, chị không làm không sao, em làm hết, không vấn đề gì cả. Đấy chính là cái rất là mạnh mẽ, nhưng chúng ta vẫn cần phải có đội nhóm. Chúng ta hãy nhún nhường nhau một chút, đúng không ạ? Và tạo ra một cái đội nhóm thật mạnh. Đấy, chúng ta bán hàng là vì tiền, vì doanh số, chứ đôi khi không phải là vì khách hàng, không phải là vì cái nhu cầu của chính họ. Cái điều này tôi cũng đã nói rồi, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta thiếu kiên nhẫn, đúng không ạ? Thiếu thái độ tích cực, đấy. Hoặc là cuối cùng tôi muốn nói đến là chúng ta vẫn giữ trong đầu những cái tư duy bán hàng cũ. Tư duy bán hàng cũ, đúng không ạ? Ví dụ như là tư duy bán hàng cũ là lấy sản phẩm làm trung tâm. Đấy. Nhưng mà bây giờ không phải, bây giờ người ta nói là gì ạ? Là phải bán giải pháp, đúng không ạ? Bán lợi ích chứ không phải bán sản phẩm. Đấy, bán niềm vui, bán hạnh phúc, bán sự tin tưởng chứ không phải là bán một cái sản phẩm. Đó, thì chúng ta đôi khi chúng ta cũng sẽ thấy là có những cái sai lầm cơ bản như vậy. Thì tôi liệt kê ra một số những cái sai lầm trong hai phần video với một mục đích duy nhất là để xem chúng ta, các anh chị và các bạn xem cái phần này thấy rằng là mình đã đúng cái gì và mình chưa đúng cái gì, và chúng ta sẽ gạch đi, đúng không ạ? Chúng ta viết ra và chúng ta gạch đi để chúng ta cải thiện nó. Thì những cái sai lầm mà chúng ta không mắc phải thì đó chính là cách mà chúng ta sẽ vươn tới là tầm một ngôi sao trong bán hàng, sẽ trở thành một kinh nghiệm sale. Vâng, thế thì tôi xin phép kết thúc cái phần bài học là những cái sai lầm cơ bản của những người làm sale ở đây. Và nếu có câu hỏi gì, rất mong nhận được cái sự phản hồi từ phía các anh chị và các bạn. Một lần nữa xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.